trước một tương lai đen tối đến nghiệt ngã đang đến dần. Khi thế giới không còn gì ngoài chiến tranh. Chúng ta lại tìm thấy được một đất nước 3-0. Không phải cường quốc, không nhiều tài nguyên, không rộng lớn. Tuy nằm trong danh sách những quốc gia nhỏ bé nhất thế giới, tọa lạc ngay nơi trái tim châu Âu cổ kính, nhưng từ bàn tay, khối óc của mình, họ tự tạo ra những kỳ tích, mang lại giải pháp cung cấp vũ khí giá rẻ, chất lượng cao và cực kỳ nguy hiểm, đủ sức khắc chế cả những quốc gia hùng mạnh nhất. Vâng, họ chính là Cộng hòa Séc, với một nền công nghiệp quốc phòng hùng hậu. Vậy đâu là bí mật làm nên thành công này? Và đó có xứng đáng là giải pháp cho những quốc gia nhỏ yếu trở mình, tạo thế cân bằng với những bậc liệt cường hay không? Trước khi đi vào nội dung chính, chúng tôi xin mời các bạn cùng chiêm ngưỡng những sản phẩm vũ khí mang thương hiệu Cộng hòa Séc đang rất được ưa chuộng trên thị trường quốc tế. Như trước mắt các bạn lúc này chính là một nhà máy sản xuất đạn pháo 155 ly của Cộng hòa Séc. Ngay khi ra lò, chúng sẽ được đem đến sử dụng cho các loại vũ khí như loại lựu pháo 152 ly rất nổi tiếng của nước này. Còn đây là nhà máy chế tạo, thử nghiệm của dòng máy bay huấn luyện chiến đấu L-39NG, loại phương tiện chiến đấu hiện đại, rất được ưa chuộng trên thị trường thế giới. L-39NG cũng là cái tên mới được gia nhập vào kho phương tiện của Quân chủng Phòng không Không quân Việt Nam. Được biết, cho đến thời điểm hiện tại, thế giới có rất ít quốc gia có thể tự sản xuất máy bay quân sự hiện đại với tỷ lệ nội địa hóa cao như Cộng hòa Séc. Kể cả những nước như là Ấn Độ, Hàn Quốc cũng mới chỉ làm được điều này trong vài năm trở lại đây. Tuy nhiên, trường hợp của Cộng hòa Séc chỉ là một trong vô số minh chứng cho thấy mọi thành tựu vững chắc đều được xây dựng từ những nền tảng cơ bản là trình độ nghiên cứu, kỹ năng lao động và cơ sở hạ tầng. Chứ không phải theo phương châm đi tắt đón đầu hay đầu tư vô tội vạ cho một nhóm lợi ích không gắn liền với định hướng phát triển quốc gia. Quá trình thành công hay thất bại của một ngành công nghiệp trọng yếu của một quốc gia sẽ phần nào đó giúp chúng ta trả lời câu hỏi về những vấn đề đang gặp phải, cũng như đưa ra phương hướng giải quyết nhiều vấn đề trong tương lai. Tuy nhiên, để tìm hiểu về những vấn đề mang tính vĩ mô, ẩn chứa nhiều uẩn khúc như vậy, thật không dễ dàng. Vì vậy, chúng tôi rất mong sẽ được các bạn tiếp thêm động lực bằng cách ấn nút like và subscribe cho kênh. Chân thành cảm ơn các bạn. Quay trở lại với nội dung chính. Nhẹ nhàng hơn những khẩu pháo 155 ly máy bay quân sự, chúng ta cũng có những cái tên như Patriot 2. Ý tôi không phải là hệ thống phòng không Patriot của Mỹ, mà là những cỗ xe bọc thép nhỏ bé này. Chúng có khả năng cơ động rất linh hoạt trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, rất phù hợp với nhiệm vụ trinh sát, tuần tra. Qua thử nghiệm, xe chứng tỏ được khả năng sống sót cao trong trường hợp bị tấn công bằng lựu đạn, mìn và súng bộ binh thông thường. Patriot 2 cũng rất dễ sửa chữa, bảo dưỡng trong điều kiện chiến trường phức tạp. Ngoài ra, với hệ thống vũ khí điều khiển từ xa được lắp pháo tự động 20 ly, Patriot 2 cũng tỏ ra hết sức phù hợp cho lối tác chiến phi đối xứng. Về súng bộ binh, Cộng hòa Séc cũng là nhà sản xuất máu mặt về các mẫu súng trường tấn công như CZ Brand 2, súng pháo lựu tích hợp CZ-80G1 cỡ 40 ly và súng tiểu liên Scorpion Evo 3 CZ. Scorpion cũng là một trong nhiều dòng vũ khí made in Cộng hòa Séc đang có mặt trong kho trang bị của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. Chưa dừng lại ở đó, Séc hiện còn là bên rất có tiếng tăm trong hoạt động cung cấp dịch vụ sửa chữa, nâng cấp các loại vũ khí, phương tiện cũ hệ Nga Xô. Bản thân họ thì cũng đang sở hữu các mẫu vũ khí cải biến rất nổi tiếng như là mẫu trực thăng Mi-17 chuyên dụng cho tác chiến điện tử, xe tăng T-72M4CZ cho khả năng vượt trội bản gốc về cả hỏa lực chính xác và khả năng chiến đấu cơ động.
Trải nghiệm combo thắt gội 10 bước chưa từng có và không ở đâu có ngoài 30 sai. Combo cắt gội 10 bước đồng giá cả tuần chỉ 120k. Để tìm hiểu về ngành công nghiệp quốc phòng Cộng hòa Séc, như thường lệ, chúng ta cần trở về những năm 1918. Đây là khoảng thời gian thế giới vừa bước sang giai đoạn mới sau khi Đại chiến Thế giới thứ nhất kết thúc. Đế quốc Áo hùng mạnh một thời, chính thức bị suy tàn, tan rã. Tại các vùng lãnh thổ xung quanh trung tâm công nghiệp của đế quốc này, bao gồm Praha, Bohemia, Moravia, Liberec, Pilsen, một nhà nước mới đã ra đời, gọi là Séc Slovakia. Quốc gia này kế thừa hầu hết các trung tâm sản xuất, chế tạo, cũng như cách thức giáo dục, đào tạo mang đậm tính công nghiệp hóa, chịu ảnh hưởng từ đế quốc Áo hùng cũ. Bản thân dân tộc Séc chiếm đa số, cũng chứng tỏ khả năng thích ứng với đời sống sản xuất công nghiệp. Đặc biệt, tại vùng Pilsen, các ngành công nghiệp mang tính nền tảng như là luyện thép, sản xuất thuốc nổ, chế tạo thiết bị quang học rất phát triển. Sự khiếm khuyết đối với nghề tiệp khắc có chăng chỉ ở các ngành tương đối mới thời đó như là hàng không, vô tuyến. Tuy nhiên, vấn đề này cũng nhanh chóng được giải quyết, giúp hoàn thiện một nền sản xuất với quy mô đồ sộ, gói gọn trong một khu vực nhỏ bé. Cộng hòa tiệp khắc nhờ đó thì cũng có thể tự cung cấp vũ khí cho quân đội non trẻ của mình. Bắt đầu từ việc cung cấp các mẫu vũ khí bộ binh cơ bản như súng trường VZ-24, súng máy hạng nhẹ VZ-26. Sau đó họ cũng cho ra lò những chiếc máy bay, xe thiết giáp đầu tiên mang thương hiệu tiệp khắc rồi xuất khẩu. Quy mô nền công nghiệp quốc phòng của tiệp khắc khi đó lớn đến nỗi buộc người ta phải di chuyển chúng một phần về phía đông, tức lãnh thổ Slovakia ngày nay. Tuy nhiên, như các bạn có thể thấy, địa hình tiệp khắc quá bằng phẳng, ít chướng ngại tự nhiên, lại lọt thỏm ngay giữa các nước lớn, khiến việc thiết kế một hệ thống phòng thủ tối ưu cho nước này trước một đội quân tinh nhuệ được biên chế rộng rãi các đơn vị thiết giáp hạng nặng gần như là không thể. Đã thế, sự nhượng bộ của các nước đồng minh dẫn đến hiệp ước Munich chấp nhận chia cắt tiệp khắc đã dẫn đến khi Thế chiến thứ hai nổ ra. Sự kiện này cộng thêm sự đớn hèn mang danh nhượng bộ để tránh đổ máu của các nhà lãnh đạo đã khiến Praha thất thủ hoàn toàn trước đối thủ. Kể từ đó, tiệp khắc đã trở thành một trung tâm công nghiệp quan trọng cung cấp vũ khí cho cỗ máy chiến tranh của Đức. Đất nước này vì thế cũng trở thành mục tiêu đánh phá của lực lượng đồng minh. Đến mức sau Thế chiến, toàn bộ cơ sở sản xuất vũ khí của tiệp khắc đã bị xóa sổ. Vùng Ruthenia Hạ Carpat có hàng nghìn km đường sắt được xây mới, cũng phải tự nguyện sáp nhập vào Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết Ukraine thuộc Liên Xô. Những tường tiệp khắc sẽ vĩnh viễn mất đi nền công nghiệp quốc phòng lừng danh một thời của mình. Nhưng dưới sự giúp đỡ của Liên Xô, ngành này đã dần được tái xây dựng. Đây cũng là khoảng thời gian tiệp khắc nhận được hàng loạt đơn đặt hàng theo mẫu thiết kế từ Liên Xô. Ví dụ như máy bay chiến đấu MiG-15 được sản xuất từ năm 1954 đến năm 1962 tại tiệp khắc cũ, có hơn 3.400 chiếc. Hay từ năm 1961 đến 1974, đã sản xuất thành công hơn 3.500 chiếc máy bay phản lực huấn luyện L-29 Delphin. Sau đó nó được thay thế bằng Albatross L-39, thành công không kém. Nhiều mẫu thiết giáp BMP nổi tiếng cũng được sản xuất tại tiệp khắc. Nhiều thông tin còn cho thấy nhiều loại vũ khí tiệp khắc được chế tạo từ bản thiết kế do Liên Xô cung cấp còn có chất lượng tốt hơn cả hàng chính hãng của Liên Xô. Tuy nhiên, khi khối hiệp ước Warsaw sụp đổ, đơn hàng quốc tế giảm sút nghiêm trọng, tiệp khắc lại không đủ nguồn tài chính để duy trì các cơ sở sản xuất và lượng vũ khí quá đồ sộ của mình. Đến năm 1989, hoạt động sản xuất vũ khí của Séc gần như bị tê liệt. Đến năm 1993, vì những căng thẳng leo thang của chủ nghĩa quốc gia, tiệp khắc giải tán trong hòa bình. Lãnh thổ của nó trở thành Cộng hòa Séc và Slovakia. Trong đó, Séc là quốc gia có lãnh thổ bao trùm toàn bộ các trung tâm công nghiệp trọng yếu của chế độ cũ. Đến đây, chúng ta một lần nữa được chứng kiến thêm một thời kỳ chững lại của nền công nghiệp quốc phòng Séc. Quan điểm của những người đứng đầu chính quyền khi đó là giảm sản xuất vũ khí để góp phần bảo vệ nền hòa bình thế giới. Không khó để người ta có thể thấy đó là một lời ngụy biện ngớ ngẩn, luyên thuyên, ấu trĩ. Nhưng có lẽ do đã phải trải qua một thời gian quá dài, chính quyền tập trung quá nhiều vào công nghiệp, đến mức lấn át hoàn toàn các lĩnh vực dân sinh, khiến đời sống khó khăn, nên chẳng ai phản đối điều này. Trong những năm 1990 đến 1992,
sản lượng chung ngành sản xuất vũ khí của Séc giảm 80-85%. Chỉ duy lĩnh vực sản xuất máy bay huấn luyện vẫn được cấp ngân sách để hoạt động một cách cầm chừng. Một số doanh nghiệp đã được hỗ trợ từ các nguồn trung ương để giảm bớt gánh nặng tồn kho và trợ cấp cho các lĩnh vực mới. Lúc này, điều đáng mừng đối với người dân Séc là hoạt động chuyển đổi của họ không phải là cổ phần hóa bừa bãi như Ukraine, mà là chuyển đổi sang mở rộng sản xuất dân dụng. Kết quả sau đó đem lại hết sức tích cực, đáng kể nhất là tạo việc làm, góp phần cải thiện an sinh xã hội cho người dân, đồng thời duy trì nền sản xuất nội địa. Bên cạnh đó, nền tảng công nghiệp quốc phòng nước này cũng không tổn hại nhiều, đặc biệt là khả năng sản xuất phương tiện bọc thép vẫn gần như được giữ nguyên, sẵn sàng hoạt động trở lại khi có điều kiện. Bước sang năm 1994, sản lượng vũ khí ở Cộng hòa Séc đã đạt từ 15% so với năm 1987. Một vài năm trước đó, Cộng hòa Séc cũng cố gắng duy trì nền công nghiệp quốc phòng bằng các dự án bảo trì, nâng cấp vũ khí như xe tăng T-72. Tất cả chỉ để những năm sau 2000 cho đến thời điểm hiện tại, nền công nghiệp quốc phòng Séc đã lại một lần nữa khởi sắc, nhưng không phải theo hướng tập trung sản xuất ào ạt như trước kia. Theo đó, định hướng mới của nước này sẽ tạm thời bỏ qua những lĩnh vực mà các đối thủ ở Hoa Kỳ, Nga và cả châu Âu có lợi thế như xe tăng chủ lực, mà tập trung vào sản xuất các vũ khí nhỏ, ít phải tốn kém nguồn lực duy trì và các hệ thống bảo vệ hóa sinh, sinh học, phóng xạ, hạt nhân. Doanh nghiệp chiếm ưu thế trong lĩnh vực này là các công ty con thuộc tập đoàn mà các bạn đang thấy trên màn hình, gọi tắt là CSG. Bên cạnh các công ty sản xuất sản phẩm dân sự, tập đoàn này cũng sở hữu những đơn vị sản xuất vũ khí rất nổi tiếng như Excalibur Army, Tatcha Trucks, Tatcha Defense Vehicle and Radar. Được biết, tập đoàn này cũng có chi nhánh tại các nước thuộc NATO, tạo thuận lợi cho các hoạt động hợp tác kỹ thuật với các nước đồng minh. Trong các sản phẩm ấn tượng nhất đến từ thành viên CSG, phải kể đến lựu pháo tự hành cỡ 152 ly cải tiến mang tên Dana M2. So với phiên bản tiền nhiệm, mẫu M2 được tích hợp hệ thống điều khiển hỏa lực mới và khả năng hạ nòng tấn công các mục tiêu tầm thấp. Dana M2 cũng có tốc độ bắn vượt trội, độ chính xác khi bắn cao hơn, khả năng di chuyển tuyệt vời của phương tiện và hệ thống vận hành đáng tin cậy. Công ty Tatcha Trucks thì cung cấp cả xe tải dân sự lẫn hệ thống khung gầm bánh lốp cho các hệ thống vũ khí như pháo phản lực RM-70 Vampire đang được sử dụng rất tích cực trong cuộc xung đột tại Ukraine. Ngoài ra, các đơn vị thuộc CSG cũng phụ trách phần lớn linh kiện cấu thành nên các thiết bị quân sự mang tính hỗ trợ như xe công binh AM-50EX, AM-70EX, xe hỗ trợ khử độc Decon, Cheva-15, Cheva-30 và xe thiết giáp lội nước Kappa đã nhận được nhiều đơn đặt hàng. CSG cũng chứng tỏ năng lực chế tạo xe chiến đấu bộ binh thuộc loại hàng đầu thế giới, với sản phẩm chính là những biến thể của dòng thiết giáp Panda 2 đang có được đơn đặt hàng từ Indonesia. Thú vị hơn, trong những năm gần đây, CSG không chỉ tung ra thị trường các dòng xe tải, xe công binh đa năng có thể tùy biến cho đa dạng nhiệm vụ, mà còn cung cấp cả dịch vụ hoán cải những chiếc xe thương mại thành xe bọc thép. Cách làm này đã giúp họ giành được hàng loạt hợp đồng cung cấp phương tiện cơ giới quân sự cho Jordan, Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoài CSG, chúng ta cũng không thể không kể đến trong trụ cột mang tính định hướng của ngành công nghiệp quốc phòng Séc, các doanh nghiệp quốc doanh. Chúng bao gồm 4 doanh nghiệp thuộc sở hữu của Bộ Quốc phòng Cộng hòa Séc, trong đó lớn nhất là LOM Praha ở Praha, VOPCZ ở quận Ostrava cổ kính. Các đơn vị này không những không lâm vào trạng thái trì trệ, hoạt động không hiệu quả, gây lãng phí như từng xảy ra ở nhiều nước Đông Âu, châu Á, mà còn đóng vai trò hết sức tích cực trong hoạt động hỗ trợ nền công nghiệp nội địa và cung cấp dịch vụ cho các đối tác nước ngoài. Phổ biến nhất là việc cung cấp các gói dịch vụ sửa chữa, đại tu tổng thể, hỗ trợ vòng đời và nâng cấp máy bay trực thăng Mi-8, Mi-17, Mi-24, Mi-35 và máy bay huấn luyện phản lực L-39C Albatros với mức giá rất phải chăng. Các dự án gần đây bao gồm đại tu tổng thể máy bay trực thăng Mi-17 và Mi-24-35 cho không quân Séc, cũng như các máy bay trực thăng Mi-17V5 cho Ghana và một số nước châu Phi. Đối với những quốc gia còn thiếu trung tâm huấn luyện phi công hoặc thiếu thốn phương tiện, LOM Praha cũng cung cấp dịch vụ huấn luyện tại sân bay Pardubice với các gói đào tạo đa dụng cho cả phi công sử dụng máy bay phản lực và máy bay dùng động cơ cánh quạt trực thăng.
Thậm chí trong những năm gần đây, doanh nghiệp nhà nước này của Séc còn bán cả khóa đào tạo chỉ cho kỹ sư hàng không và nhân viên bảo trì. Cho đến thời điểm hiện tại, chỉ duy có dịch vụ nâng điểm hay bán khóa đào tạo cấp văn bằng từ xa là chúng tôi chưa thấy họ có ý định cung cấp. Tiếp theo, chúng ta hãy cùng đến với công ty nhà nước Vozensky Vizkumi Ustav, gọi tắt là VVU, chuyên nghiên cứu về các thiết bị hỗ trợ các sự cố CBRN như là nhiễm chất hóa học, sinh học, phóng xạ, hạt nhân độc hại. Công ty có cái tên cực kỳ khó đọc và dễ gây hiểu lầm này cũng là nơi phát triển các thiết bị điện tử, quang phổ đặc biệt, chuyên dụng cho quân đội, cũng như các loại áo giáp cho cả người lẫn xe tăng, thiết giáp. VVU hiện đang tiến hành phát triển và cung cấp thiết bị gây nhiễu bọc thép di động, các khóa đào tạo binh lính phòng hóa và tác chiến, trinh sát điện tử cũng được công ty này cung cấp. Trong khi đó, VOPCZ ít được biết đến hơn khi các dịch vụ họ cung cấp thiên về sửa chữa xe tăng, lựu pháo, súng, bên cạnh sản xuất các sản phẩm phụ tùng như miếng hút ẩm và một số thiết bị quang học. Doanh nghiệp nhà nước tiếp theo của Cộng hòa Séc trong video ngày hôm nay không gì khác ngoài cái tên KOCZ Group SE, hay trước đây gọi là CZG. Đây cũng là một trong những nhà cung cấp vũ khí và phụ kiện chiến thuật hàng đầu thế giới cho quân đội và thực thi pháp luật, phòng thủ cá nhân, săn bắn, thể thao. Dòng sản phẩm chính của họ rất đa dạng, từ những mẫu súng ngắn 9x19 ly chuẩn NATO như P07, P09, P10F, tiêu liên Scorpion đã quá quen thuộc với các game thủ, đến những mẫu súng trường tấn công Brand Hybera, súng bắn tỉa CZ TSR. Cuối cùng, chúng tôi xin mời các bạn cùng đi vài vòng quanh công ty Aero Vodochody Aerospace. Đây cũng chính là nhà cung cấp máy bay L-39 cho Việt Nam. Không chỉ sản xuất máy bay, họ còn có dịch vụ hỗ trợ đào tạo phi công và đại tu một số loại máy bay thế hệ cũ. Đến lúc này, các bạn có thể thấy rằng, dù có ít nhiều thua kém so với thời Liên Xô về quy mô sản xuất, nhưng nền công nghiệp quốc gia kế thừa tiềm khắc này vẫn hết sức đáng nể. Có thể nói là không hề thua kém quá xa so với những quốc gia như Hàn Quốc, Ba Lan, Ấn Độ. Với vị trí địa lý đặc thù của mình, Cộng hòa Séc có nhiều bất lợi. Nhưng trong bối cảnh chung của thế giới đang ngày càng thay đổi, họ cũng tìm ra những khoảng trống trong thị trường quốc tế để từ đó khai thác, tạo nên hàng loạt thành tựu cho riêng mình. Ở mỗi doanh nghiệp quốc phòng, chúng ta cũng có thể thấy cách thức tiếp cận khách hàng độc đáo của người Séc. Như đối với CSG, họ tập trung vào những sản phẩm thiết yếu nhưng ít đối thủ cạnh tranh như là xe tải quân sự, xe công binh và khung gầm hệ thống chiến đấu, áo giáp. Còn tại công ty nhà nước Séc, chúng ta có thể thấy sự linh động ở ngay các dịch vụ đa dạng cũng như sản xuất các vũ khí nhỏ, nhẹ, mang hàm lượng công nghệ cao, kèm chế độ hậu bán hàng có thể cho phép họ tự tin cạnh tranh trước bất kỳ đối thủ lớn nào. Điều thú vị là trên trường quốc tế hiện tại, Cộng hòa Séc là một trong những quốc gia hiếm hoi sở hữu công nghệ vũ khí mang đặc tính trung dung giữa hai trường phái đối lập nhau trên thế giới. Đó là bộ khung đơn giản, nồi đồng cối đá, dễ sửa chữa, dễ bảo trì của Nga Xô và tính tinh vi, chính xác của Tây Âu. Nhưng nhìn chung, các thiết kế cũ từ thời Xô Viết vẫn có vai trò rất lớn. Do tính chất thay đổi của chiến trường ngày nay, ngành công nghiệp quốc phòng Cộng hòa Séc cũng đang có định hướng tập trung vào phát triển các loại hệ thống vũ khí mô đun hiện đại, đa dạng, có khả năng cao. Song song với đó, các mẫu vũ khí cũ cũng được yêu cầu áp dụng các phương pháp hiện đại hóa kỹ thuật sâu rộng. Thành công của họ xuất phát từ sự chuẩn bị sớm về cơ sở hạ tầng cũng như truyền thống của người dân đối với tác phong công nghiệp. Người Séc cũng chưa từng tự huyễn hoặc bản thân về những thành tựu mà họ đạt được, cho đó là vượt trội so với phần còn lại của nhân loại. Điều này cũng mở ra tiềm năng cho phép họ tiếp nhận những công nghệ mới cũng như các hoạt động hợp tác đào tạo, chuyển giao công nghệ. Quả thực, các thành tựu của nền công nghiệp Séc rất đáng ngưỡng mộ so với tầm vóc của họ. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là nền sản xuất của họ là hoàn hảo. Đầu tiên, không rõ vì lý do gì mà người Séc gần như rất ít đầu tư không chú trọng phát triển các UAV tấn công, loại vũ khí đang được đặt kỳ vọng thay đổi hình thái chiến tranh hiện đại. Trong khi đó, nước này đã chứng minh được khả năng sản xuất UAV của mình với mẫu Primoco 1-50 cực kỳ hiện đại, chuyên dụng cho nhiệm vụ trinh sát. Tiếp theo, dù không ngừng cập nhật công nghệ mới, nhưng hầu hết dự án của họ đều tập trung xoay quanh các nền tảng cũ được thừa hưởng từ thời Xô Viết.
Ở một góc nhìn tích cực hơn thì đây là nước đi khá an toàn khi tập trung vào phát triển những gì mình hiểu rõ, chắc chắn mang lại hiệu quả mong muốn với tỷ lệ thành công cao. Vậy theo các bạn, phong cách đi chậm mà chắc của nền công nghiệp quốc phòng Cộng hòa Séc có cho phép nước này đạt được vị thế cao hơn trong thị trường toàn cầu? Hay chính việc tập trung khai thác vào thị trường ngách mới là phù hợp nhất cho mục tiêu lâu dài của nước này? Những quốc gia phát triển sau có thể tận dụng chính sách phát triển công nghiệp quốc phòng của người Séc để hoàn thiện mình được hay không? Và còn điều gì thú vị về nền công nghiệp quân sự Séc mà chúng tôi chưa đề cập? Hãy để lại câu trả lời bên dưới. Và đến đây, khoan hãy rời khỏi màn hình, bởi dù chưa có video tiếp theo, nhưng chúng tôi vẫn có những hé lộ dành riêng cho bạn.